Phương Diễm Thủ đẩy cửa bước vào, cô ta nhìn hai nữ hầu lên tiếng yêu cầu: A à phải bàn bạc chuyện quan trọng với ma nữ Viên Nguyệt. Các ngươi lui xuống đi. Một người ngoan ngoãn đáp lại: Vâng. Phương Diễm Thủ bước vào nói chuyện với cái gương đang phát ánh sáng tím mà kể. Theo như ta điều tra, khoảng thời gian này Hạ Nguyệt vẫn tiếp xúc khá nhiều với sứ đồ mẫu thần. Phương Diễm Thủ tiếp tục nói: Lần này nhất định phải moi thêm nhiều thông tin hơn về sứ đồ từ miệng ma nữ ngực phẳng đó ra. Cô ta chống hông nhìn vào gương mà tự tin nói: Luận về tập tài văn chương, võ nghệ, sắc đẹp ta cũng sẽ không thua những màn nữ khác. Cô ta lên tiếng đề nghị, kết hôn với ta, ngươi chắc chắn sẽ không cảm thấy nhàm chán, ta sẽ yêu thương ngươi hết mực. Ma nhân trong gương bối rối lên tiếng đáp lại, đừng kích động bài kiểm tra của ta vốn không phải là những điều này, Phương Diễm Thủ hơi khó hiểu mà hỏi lại, ừ. Ngô thần lên tiếng đề nghị cô ta, chúng ta hãy bàn luận về chỉ số hạnh phúc của cư dân lãnh địa của cô đi. Phương Diễm Thủ ngây người tại chỗ thầm tự hỏi, chỉ số hạnh phúc, đó là cái gì? Ngô thần thấy sự bối rối của cô ta mà giải thích, mức độ xây dựng cơ sở hạ tầng của thành phố như thế nào, thu nhập bình quân đầu người là bao nhiêu, số người thất nghiệp là bao nhiêu. Phương Diễm Thù kinh ngạc mà thốt lên, hả, hả, Hạ Nguyệt Phận tức giận cắn móng tay thầm chửi, đáng ghét, đồ ngu ngốc này, thế mà lại bị Ngô Thần hù ngây cả người ra. Ngô Thần thấy bản thân có thể tận dụng cơ hội này mà thầm nghĩ, đây là cơ hội khó khăn lắm ta mới giành được, bình thường Ngô Thần đều không cho phép ta liên lạc với ma nữ khác. Hạ Nguyệt Phận không có thể yên tâm hy vọng cô ta mà suy xét đến phương án khác, ma nữ ngu ngốc, biết ngay không trông chờ được gì vào cô, xem ra ta phải lén lén liên lạc với người khác rồi. Hạ Nguyệt Phận lấy viên đá ra thầm cảm thán, may mà ta đã giấu được một viên đá truyền tin, thông báo cho ma nữ khác bảo bọn họ gọi mẫu thần thức giấc, sau đó xóa bỏ hôn ước trên người ta. Hạ Nguyệt Phận vui vẻ khi nghĩ đến cuộc sống độc thân như vậy thì ta sẽ có thể giành lại được tự do, kế hoạch hoàn hảo. Sau khi việc thành sẽ để Ngô Thần làm nô lệ của ta, có vẻ cô ta suy nghĩ đi hơi xa. Hạ Nguyệt Phận đã nghĩ ra cách để xử lý Ngô Thần để hắn ngày ngày chơi game với. tuy nhiên viên đá liên lạc trên tay cô ta bỗng nhiên biến mất. hạ nguyệt phận không tin vào mắt mình mà tự hỏi, á, đá truyền tin không thấy đâu nữa, vừa rồi vẫn còn ở trên tay ta mà. ngô thần vẫn đang nói chuyện với phương diễm thủ, anh chào hỏi à ta, lần đầu gặp mặt, cô phương diễm thủ, ma nữ nữ tôn. cô ta kinh ngạc mà hỏi danh tính của ngô thần, ngươi là ai? ngô thần nghiêm túc giới thiệu bản thân mình, ta là sứ giả do mẫu thần đại nhân phái tới. rồi anh nói lý do, để tuyển chọn tà thần nhiệm kỳ tiếp theo hy vọng có thể tiến hành một bài kiểm tra nho nhỏ với cô. Ngô Thần dùng hết những từ mỹ miều từ thời cha sanh mẹ đẻ ra khen ngợi Phương Diễm Thù, ta nghe nói cô vô cùng tài hoa, có dung nhan chim sa cá lặn, quả nhiên danh bất hư truyền, thế nào cô có bằng lòng tiếp nhận bài kiểm tra đánh giá của ta không? Phương Diễm Thù phẩy phẩy cái quạt mà cảm thán, hờ hờ, miệng cũng ngọt ghê, được thôi, ta chấp nhận kiểm tra đánh giá. Ngô Thần sau khi làm xong chuyện, anh thấy Hạ Nguyệt Vận đang loay hoay tìm đồ thì lấy viên đá liên lạc ra hỏi cô ta, cô đang tìm thứ này sao? ngô thần lên tiếng như đi guốc trong bụng cô ta cô cho rằng ta không biết cô đang có ý định mờ ám gì sao may mà ta kịp thời cắt đứt liên lạc với phương diễm thủ nếu không chuyện sẽ trở nên rắc rối ngô thần ác độc mà nói tiếp hừ bỏ đi gián đoạn truyền tin quá lâu cô ta sẽ nghi ngờ còn có lần sau thì sẽ tịch thu máy chơi game của cô hạ nguyệt phận chỉ có thể ngoan ngoãn đồng tình được được cùng lúc đó phía bên phương diễm thủ trước gương của cô ta hiển thị không thể truy cập phương diễm thủ khó hiểu tự hỏi hử ừ, truyền tin gián đoạn rồi ư tín hiệu không tốt sao cô ta nghiêm túc suy xét ngô thần nhưng mà kỳ lạ quá đi tên đàn ông đó nhìn có vẻ bình thường như vậy phương diễm thủ thầm hạ quyết tâm người đàn ông bình thường như thế lại không có hứng thú gì với vẻ quyến rũ của ta sao ta không phải chấp nhận phương diễm thủ đang suy tư tín hiệu kết nối lại ngô thần nhanh chóng bịa lý do để cô chờ lâu rồi cô phương diễm thủ vừa rồi tín hiệu không tốt lắm anh nói đến vấn đề chính mà hỏi phương diễm thủ được rồi chúng ta tiếp tục câu hỏi lúc nãy đi Cô đã nghĩ xong nên trả lời thế nào chưa? Cô ta nhắm mắt, bất lực đáp lại, điều này, ta phải chuẩn bị một chút mới có thể trả lời câu hỏi của ngài, lượng số liệu quá lớn. Ngô thần đáp lại cô ta cũng như đưa ra lời khuyên, ừm, ta hiểu rồi, nhưng ta khuyên cô phải nắm bắt thời gian. Ngô thần làm bộ gấp gáp, đưa tay sờ cầm mà nói tiếp, nữ thần sáng thế đã có hiện tại tỉnh lại, ta buộc phải nhanh chóng chọn người ra người kế thừa của mẫu thần. Ngô thần sắc mặt nghiêm túc nhìn phương diễm thù mà tiếp tục nói, thời gian không đợi người, đám nữ thành đó cũng sẽ không đợi chúng ta, cô hiểu rồi chứ? Phương Diễm Thủ khoanh tay, gật gù đáp lại, ừm, ta biết rồi, ta sẽ cố gắng nhanh hết mức. Hạ Nguyệt Phận thấy vậy thầm mắng chửi cô à, đáng ghét. mà nữ nữ tôn cái cô ngu ngốc đó thế mà lại bị lừa rồi, hay, hay là liều một phen nói cho cô ta, tuy nhiên cô vẫn chọn bỏ cuộc, bỏ đi, vẫn làm máy chơi game quan trọng hơn. Phương Diễm Thủ cố gắng nở nụ cười mà đề nghị Ngô Thần, nhưng mà ta có một đề nghị, sứ đồ đại nhân chi bằng sau mấy ngày nữa tới lãnh địa của ta một chuyến ta sẽ mở tiệc lớn chào đón ngày lúc đó cũng sẽ cho ngài một câu trả lời vừa ý. Ngô thần suy xét một lát cũng đồng tình với cô ta, ừm, được thôi. Trước khi tắt máy, anh để lại câu nói, ta rất mong chờ ngày chính thức gặp cô. Phương Diễm Thù thay đổi sắc mặt, cô ta lộ rõ biểu cảm chán ghét mà tự hỏi, hừ, cái gì chứ, một tên đàn ông còn con thế mà lại huynh hoang trước mặt ta như vậy. Tuy nhiên cô ta lại đỏ mặt, vô thức liếm vành môi biểu cảm thành khát mà tự lẩm bẩm, nhưng mà, ta thích, người đàn ông như vậy mới có giá trị chinh phục. Phương Diễm Thù nhìn cái quạt trong tay nói, chỉ là không biết, tên đó là chính nhân quân tử thật sự hay là một tên giả vờ chân chính. Cô ta cũng đã đoán được thân phận của Ngô Thần mà thầm hạ quyết tâm, hờ hờ, sứ đồ mẫu thần, ngươi chắc chắn chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Cùng lúc này, trong căn phòng nhỏ tình yêu, ai đó bị Ngô Thần làm gì đó mà hét toáng lên, a ha ha, Ngô Thần, đừng như vậy. Hạ Nguyệt Phận đang bị anh trừng phạt bằng cách cù lét mà nhanh chóng nhận lỗi, ta sai rồi, lần sau ta cũng không dám nữa, đừng cù nữa, mau dừng lại đi ngô thần không mặn không nhạt đáp lại cô ta ai bảo cô lúc nào cũng có những suy nghĩ không đúng hả lần này cô suýt nữa làm hỏng chuyện tốt của ta bắt buộc phải để cô nhớ cho kỹ hạ nguyệt vận tuyệt vọng mà chắc nịch thể thốt a à, ta sai rồi ta xin thể ta xin thể với mẫu thần sau này ta cũng không dám như vậy nữa ngô thần quyết định bỏ qua cho cô ta ừm được thôi tin cô thêm một lần nữa ai bảo cô là vợ của ta chứ ileana thấy cảnh tượng này mà kinh hãi há hốc mồm. ngô thần cũng nhân cơ hội đó mà thị uy với ileana anh vênh mặt nói với cô ta nhìn thấy rồi chứ đây chính là kết cục của ma nữ không nghe lời ileana tức giận phản bác lại bớt hù dọa người đi cho dù thế nào ta cũng sẽ không phản bội mẫu thần ngươi đừng hòng có được trái tim của ta ngay cả cơ thể cũng đừng mơ còn hạ nguyệt vận bùn rùn chân tay mệt mỏi thở dốc ngô thần vẻ mặt đáng thương mà nói tiếp ta nói này cơ thể này cũng không phải là của cô đừng quên là vợ của ta elena còn có một phần đó thế nên bốn bỏ năm lên cơ thể của cô đã là của ta rồi Ileana nổi cáo tức giận mắng chửi anh, bốn bỏ năm lên thế nào mới có thể đưa ra kết luận như vậy của ngươi chứ, thầy giáo toán học của ngươi là tinh tinh sao. Ileana mắng chửi anh mà thật lòng khuyên, hừ, cái tên thối ta không biết xấu hổ, thế mà lại thật sự coi Elena là vợ của ngươi rồi, nhưng ta khuyên ngươi một câu, đừng dồn tình cảm cho cô ấy quá nhiều, đối với ngươi cô ấy chỉ là một giấc mộng thoáng qua mà thôi, ngươi sớm muộn cũng sẽ hối hận. Ngô thần có chút ngu người mà hỏi lại, là ý gì, cô lạc muốn nói cô sớm muộn cũng sẽ chiếm đoạt cô ấy, hoàn toàn chiếm giữ cơ thể này. Ileana phản bác anh, ta làm sao có thể chiếm đoạt cô ấy chứ? Hạ Nguyệt Phận vẫn bị trói với tư thế ái muội, cô ta đỏ mặt xấu hổ. Ileana nhanh chóng giải thích mối quan hệ của hai người, ta và cô ấy lớn lên trong cùng một cơ thể. Cô ấy chính là muội muội của ta, hai người gắn bó với nhau từ nhỏ, cho dù không hợp thế nào cũng có chút tình cảm. Ileana thật lòng mà nói tiếp, hai người bọn ta cuối cùng cũng có ngày sẽ biến mất. Ileana mắt có chút đượm buồn mà lên tiếng, bởi vì đây là ý nguyện của mẫu thành đại nhân không ai có cách nào nào thay đổi. Ileana ánh mắt né tránh mà giải thích lý do bản thân nói vậy, thế nên ta mới bảo ngươi đừng dò tình cảm cho bọn ta nữa, không có kết quả đâu. Ngô Thần nghe vậy câm nín không biết nói gì. Ngô Thần lên tiếng, "Không, ta đã đồng ý với Elena sẽ cưới cô ấy." Ileana hơi sững người khi nghe câu này. Ngô Thần tự tin mà nói tiếp, "Ta sẽ không để cô ấy biến mất, cô cũng như vậy Ileana, ta sẽ khiến hai người sống tiếp." Ileana dĩ nhiên không tin rồi, cô ta sắc mặt nghiêm túc nói, Hừ, không ai có thể chống lại ý chí của mẫu thần đại nhân. Cho dù mà là ma nữ khác cũng vậy, biết rõ là tốn công vô ích, lại vẫn giống như một tên ngốc cứ sát lại, cắt cũng không cắt đuôi được. Ileana lên tiếng cảm thán, thật đúng là một tên thối tha không biết xấu hổ. Và lúc này, trong phòng làm việc của Lydia, Lydia sau khi nghe thấy trợ lý thông báo dự định của ngô thần mà kinh ngạc hỏi lại, cái gì? Ngươi nói ngô thần định chạy tới lãnh địa của phương diễm thù, trợ lý kia gật đầu, đúng vậy, thưa đại nhân Lydia, Lydia vừa đọc truyện tranh vừa uống nước không để tâm lắm vì cô không coi Phương Diễm Thù sẽ thích Ngô Thần, mà tự hỏi, nhất định chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ của mẫu thần đại nhân thôi nhỉ, Phương Diễm Thù, cái con người đầu óc toàn trọng nữ khinh nam đó, sao có thể có đàn ông thích cô ta được. Trợ lý lên tiếng tâng bốc Lydia, đúng vậy, những ma nữ khác sao có thể so sánh được với đại nhân Lydia, Lydia tự tin vẻn mũi đáp lại, đó là chuyện đương nhiên, ta ngày nào cũng chăm sóc cả mà. Lydia nhìn đống truyện tranh trên bàn mà tự lẩm bẩm, chỉ là Tên ngô thần đó rốt cuộc lúc nào mới trở về chứ? Sách hắn đưa cho ta lúc trước lại có chỗ không hiểu rồi, còn đang định cả đêm thỉnh giáo hắn một chút đây. Một nữ hầu hớt hải chạy vào, trong tay cô ta là bức thư, lên tiếng thông báo: Đại nhân Lydia, thần phát hiện một bức thư ở ngoài cửa, hình như là gửi cho người. Lydia ra lệnh cho cô ta thư mang lại đây ta xem thử. Lydia sờ mó bức thư mà cảm thán: Trên thư này sao lại chẳng cảm nhận được một chút ma lực nào nhỉ? Lẽ nào là thư tuyệt mật thần bí? Lydia mở bức ra đọc thử bỗng nhiên ly nước bị rơi xuống đất. Lydia kinh ngạc thầm nghĩ, không, không phải chứ, Ngô Thành chính là thần hy chi tình. Buổi tối tại lãnh địa ma nữ nữ tôn thị Phụng Quốc, Ngô Thần nhìn cảnh tượng xung quanh mà lên tiếng khen ngợi, ấy, đây chính là địa bàn của ma nữ nữ tôn sao, nhìn có vẻ rất được. Anna đứng đó từ trước để đón hai người, cô ta nhắm mắt cung kính cúi chào, cung nghênh sứ đổ đại nhân. Đại nhân hạ nguyệt vận, Anna lên tiếng thông báo, đại nhân phương diễm thủ lệnh cho thần ở đây chờ hai vị đã lâu. Cô ta là Anna thân phận nhân vật nữ tỷ và thư ký của ma nữ nữ tôn Phương Diễm thủ, phụ trách xử lý những công việc thường ngày giúp Phương Diễm thủ giới thiệu nhân vật tộc Nải Ngưu. Trời sinh đã nắm giữ một không gian thứ nguyên được liên kết được gọi là dị thứ nguyên nãi câu độ lớn nhỏ của bộ ngực sẽ quyết định không gian. Ngô thần tò mò mà thi thầm to nhỏ hỏi Hạ Nguyệt Vận, ta có chút tò mò, trong lãnh địa của Lydia cũng có đầy tớ nữ thuộc tộc Nải Ngưu đây là trùng hợp sao? Hạ Nguyệt Vận hơi sợ trước ánh mắt nhìn chằm chằm Anna của Ngô thần mà giải thích, tộc nãi Ngưu là chủng tộc phụng sự ma nữ và ma vương, được rồi, thu lại ánh mắt của ngươi đi. Anna thấy anh nhìn mình như vậy mà thầm nghĩ, hừ, sứ giả mẫu thần gì chứ, kết quả còn không phải là giống đàn ông bình thường sao? Cô ta cung kính lên tiếng, "Hai vị, mời đi theo thần." Anna bước đi trước dẫn đường hai người, cô ta giới thiệu về lịch trình, ngày mai bắt đầu yến tiệc, trước lúc đó ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho hai vị. Hai vị là lần đầu tiên tới nhỉ?" Ngô Thần chậm rãi theo sau, anh đáp lại, "À, ta là lần đầu tiên." Anna lên tiếng giới thiệu cho hai người về quang cảnh xung quanh. Vậy tối nay ngày có thể đi dạo xung quanh, chỗ chúng tôi vẫn là nơi có không ít trò hay, trên đường toàn là những người mặc đồ trung cổ. Đang đi trên đường, có bà thím tóc vàng bước ra vẫy chào Hạ Nguyệt Vận, tiểu thư ma tộc ở đằng kia ơi, có muốn tới tiệm ngưu lang của bọn ta không? Đàn ông trai chán và thiếu niên đẹp trai chỗ này kiểu gì cũng có, thoải mái lựa chọn, cô xấu hổ đỏ mặt mà từ chối, không, không đâu. Ngô thần thấy như vậy mà lên tiếng cảm thán, xem ra sở thích của phương diễm thủ vẫn không thay đổi, Hạ Nguyệt Vận cũng thông cảm cho cô ta mà đáp lại, dẫu sao cũng là ma nữ nữ tôn mà. Anna vẫn cố gắng cười gượng mà giải thích, hi hi, chỗ chúng tôi là xã hội bình đẳng hòa hợp đó, ngô thần bất lực mà toát hết mồ hôi hột hỏi cô ta, địa vị nam giới ở chỗ các cô thấp như vậy. Bọn họ không có ý kiến sao, Anna đáp lại, cũng không phải là không có đàn ông không nhận biết rõ địa vị của bản thân, trên đường có cô gái đang cầm roi đuổi đánh anh chàng Goblin. Ở trên đường mấy tên nam nhân dơ cao tấm bảng mà phẫn nộ hét lên, trên bảng ghi là phản đối đặc quyền nữ giới, phản đối quấy rối. Anna chỉ cho hai người xem về đám nam nhân rồi giải thích. Ngài xem, vừa hay bên kia có một nhóm đàn ông kháng nghị. Bọn họ thực ra đều là nam sủng của quý tộc, người của nhà ta cũng ở trong đó. Hạ Nguyệt Phận có chút lo lắng mà lên tiếng hỏi, những tên đàn ông này diễu hành thị uy làm loạn trật tự chỗ này, cô thế mà lại không bắt họ lại sao? Anna không để tâm lắm mà đáp lại, không cần thiết để bọn họ gào thét bài tiến trong phạm vi cho phép, tiêu hao chút tinh lực của bọn họ cũng tốt. Ngô thần nhìn bọn họ mà thầm nghĩ, nam giới nếu muốn vùng dậy, lối thoát duy nhất chính là phát triển kỹ thuật ma đạo luyện kim kỹ thuật công nghiệp hóa không những sẽ rút ngắn khác biệt nam nữ thậm chí có thể rút ngắn khoảng cách giữa người và thần hạ nguyệt phận không biết nhìn thấy gì đó mà kinh hãi há hóc miệng anh nhớ đến hạ nguyệt phận lạc ly lydia và xin mà thầm cảm thán các ma nữ nữ thần mạnh nhất của thế giới này đều là nữ giới sau một hồi suy tư ngô thần đã rút ra kết luận có thể nói vốn dĩ chính là thế giới của sự trọng nữ khinh nam ai đó hét toáng lên vô lễ một anh chàng đang bị một đám nữ nhân vây quanh một cô gái tóc đen cười cười nói dẫu sao đâu chứ cũng chẳng mất đi miếng thịt nào cô gái tóc vàng làm bộ lưu manh đề nghị đúng vậy ở bên bọn ta một chút thì có làm sao chứ đừng xấu hổ đi theo ta vào phòng cô ta chắc không phân biệt được đâu là chán ghét và đâu là xấu hổ còn nam nhân kia giữ thân như ngọc tức giận quát bọn họ tránh ra đi đáng ghét ngô thần thấy nam nhân nhỏ bé bị đưa đi mà lên tiếng anh hùng cứu mỹ nam này người ta đã nói không muốn rồi còn không dừng tay lại đám người kia đều quay mặt lại nhìn anh nữ nhân tóc vàng tức giận nghiến răng canh kết mà hỏi lại cái gì cô ta đang định chửi ngô thần một trận gì vậy chứ cái tên nhà ngươi thì thấy vẻ đẹp trai của anh à ta đỏ mặt rơi vào lưới tình mà thả tên kia ra tự lẩm bẩm người đàn ông này thế mà lại thanh tú như vậy nữ nhân tóc vàng tiến lại gần anh lên tiếng gạ gẫm này chàng trai có khuôn mặt khá ổn áp khá vừa ý ta đó hạ nguyệt phận kinh hãi mà lên tiếng nhìn lại ngô thần cô ta ôm lấy ngô thần nhìn anh với ánh mắt si mê thèm khát mà đề nghị ngươi là hình mẫu lý tưởng của ta đấy thế nào nhà ta tối nay không có ai cả ngô thần bất lực lên tiếng xin lỗi ta có vợ rồi nữ nhân tóc vàng nhìn hạ nguyệt phận một vòng thấy cô ngực lép mà thẳng tay chê cái sân bay đó có gì tốt ngươi nhìn chị đây có phải là rất mê người hay không cô ta đề nghị ta sẽ để cho ngươi hưởng thụ thích thú một phen ta có kinh nghiệm chiến trường phong phú hạ nguyệt phận bị chọc giận mà đánh dấu chủ quyền liền cái cô kia ai là sân bay hả còn nữa người đàn ông đó là của ta Nữ nhân tóc vàng nhìn cô bằng nửa con mắt mà hỏi lại, hờ, chỉ dựa vào dáng vẻ bé bỏng này của cô ư. Ừ. Mấy cô gái kia xếp thành hàng tự tin khoe sắc đẹp mà lên tiếng, chỉ dựa vào chức sắc đẹp này của cô mà cũng dám lên mặt với tứ đại thiên vương sát thủ thiếu nam bọn ta ư. Ừ. Trong đó gồm hoa thiết lũy, tây mộng, đạo minh tư và mỹ tạc. Hạ Nguyệt Phận bị chọc giận đến đen mặt, nghiến răng nghiến lợi quyết tâm nói, chết, khốn kiếp, ta phải dùng sao băng nịnh các ngươi. Anna bước ra ngăn cản bốn người bọn họ tác oai tác quái, mấy người các ngươi, một vừa hai phải cho ta cả bốn đều bụng miệng lại mỹ tạc kinh ngạc mà thốt lên đại đại nhân Anna Anna lạnh lùng lên tiếng giáo huấn bốn người bọn họ hai vị này là khách quý mà đại nhân Phương Diễm Thủy mời tới các ngươi khinh mạn như vậy không sợ điện hạ khách tội sao cả bốn người nghĩ sâu xa mà kinh hãi thốt lên cái gì lẽ nào người đàn ông này là nô lệ nam mới của điện hạ chúng ta gây rắc rối lớn rồi mau chạy bốn người chạy như ma đuổi Ngô Thần xoa xoa gáy cảm ơn Anna được cứu rồi thật sự cảm ơn cô Hạ Nguyệt Phận vẫn còn hậm hực mà lên tiếng cảnh cáo bọn họ, có giỏi thì đừng chạy, xem ta có đập vỡ hai quả cầu đó của các cô hay không. Anna cười cười khách khí đáp lại, không không không, là ta tiếp đón không chu đáo, không ngờ lại có những kẻ con nhà giàu quyền quyết chạy tới làm quấy rối ngài. Anna cười mỉm che miệng nhắc nhở ngô thần, ngài sau này ở chỗ này vẫn nên cẩn thận chút, ở đây, con trai ra khỏi cửa phải chú ý bảo vệ tốt bản thân mới được. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng quá huynh hoang khoác lác, nếu không bị cô gái nào nào nhìn chúng, bị ép cưới làm thiếp, ta sẽ đau đầu đó, Ngô thần sợ hãi đến xanh mặt khi nghe Anna nói như vậy. Anna chỉ về xe ngựa đã ở đó từ trước mà lên tiếng, trời cũng không còn sớm nữa lần này hai vị vẫn nên ngồi xe đi. Ta đưa hai vị tới nhà nghỉ, ngô thần cũng đồng tình, được thôi, có ai chú ý phu xe mặc bộ đồ nhìn hao hao lắp phi của One Piece không? Phu xe lên tiếng đập mạnh vào mông con ngựa, đá, ngô thần lo lắng hỏi hạ nguyệt vận, tiểu nguyệt nguyệt, cô sao vậy, từ lúc nãy đã thấy khó chịu không vui rồi. Hạ nguyệt vận biểu tình chán ghét nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng đáp lại, đừng gọi tên là Tiểu Nguyệt Nguyệt, siêu ghê tởm đó ngươi có biết hay không? Ngô thần thấy biểu cảm của cô như vậy thầm cảm thán, hự hự, xem ra mất bình tĩnh rồi, chuyện vừa nãy đà kích tới cô ấy lớn như vậy sao? Anna bối rối lên tiếng, mong hai vị đừng nên chấp nhặt với mấy kẻ ngốc nghếch đó, chị An ở chỗ này của chúng tôi vẫn rất tốt. Hạ Nguyệt vận hậm hực mắng chửi bọn họ, hừ, mấy đứa ma rượu ra ngoài gây chuyện mà thôi. Cô đưa tay vén màn kéo mà tự lẩm bẩm, không chấp nhặt với bọn họ. Anna để phá tan bầu không khí mà lên tiếng đùa, Ha ha, hai vị muốn uống sữa bò không? À không phải là sữa của ta đâu." Hạ Nguyệt Phận vô cảm thẳng thừng nói, câu nói đùa này chẳng buồn cười chút nào, còn Ngô Thần thì cười lớn lên, "Ha ha." Lúc này, ngoại thành lãnh địa ma nữ nữ tôn, ai đó đang bước đến, người khác lên tiếng đề nghị, "A Lưu Tư, đợi đệ với, đừng đi nhanh như vậy, A Lưu Tư." Lưu Tư vẫn không dừng bước mà tiếp tục bước đi, anh ta nghiêm khắc giáo huấn Phần Đạt, "Phần Đạt, ta nhớ từng nói với đệ phải luyện tập sức khỏe rồi nhỉ, tuy rằng không cần phải khỏe mạnh như chiến sĩ." nhưng sức lực cơ bản vẫn là bắt buộc phân đạt bối rối đáp lại hử ừ, không đâu sẽ tập thành có cơ bắp nam nhân cơ bắp đầy mình là a lưu tư thân phận nhân vật dũng giả hoàng tuyền giới thiệu nhân vật dũng giả nhân tộc nắm giữ thánh kiếm hoàng tuyền vô dĩ là thanh kiếm kém cỏi bình thường sau khi được nữ thần sáng thế ban tặng cho hệ thống đã bước lên con đường dũng giả có sự cố chấp khác thường với ma vật kiếm thánh hoàng tuyền mà người này nắm giữ có khả năng cướp đoạt tinh lực của kẻ thù anh ta liếc mắt nhìn phần đạt mà tiếp tục nói phần đạt chúng ta lúc nào cũng ở trong hoàn cảnh nguy hiểm ta cũng không thể để bảo vệ để mỗi phút mỗi giây thế nên để phải học được cách bảo vệ bản thân để làm một nam tử hán đúng chứ phần đạt giận dỗi mà phòng má oán trách hừng a lưu tư thật là một kẻ xấu xa chỉ biết bắt nạt ta cậu ta là phần đạt thân phận nhân vật chưa biết giới thiệu nhân vật lai lịch hoàn toàn là một câu đố phối hợp hành động của a lưu tư đồng thời chi viện cung cấp sự giúp đỡ và ma pháp cho a lưu tư đỡ bỗng nhiên a lưu tư dừng bước lại phần đạt có chút khó hiểu lên tiếng hỏi hử sao huynh lại dừng lại a Lưu tư sắc mặt nghiêm túc nói suỵt ánh mắt anh ta nhìn xung quanh tiếp tục nói có kẻ địch một cô gái ma tộc xuất hiện nhìn a Lưu tư với ánh mắt mê muội khẳng định yên tâm chàng trai ta không có ác ý cô ta nhìn a Lưu tư rút kiếm ra mà lên tiếng đề nghị có thể thu lại tay rút kiếm hay không ngươi thế này người ta sợ lắm đó anh ta nhìn cô gái trước mặt mà tự hỏi hừ là ma mị cấp thấp sao a Lưu tư lên tiếng hỏi cô gái trước mặt ngươi có chuyện gì sao ma nữ cười hiền hậu đáp lại Người ta thấy mọi người nửa đêm nửa hôm vẫn còn ở nơi hoang vu lạnh lẽo này đi đường, có chút đau lòng. Cô ta chỉ vào môi mình mà đề nghị hai người kia, đi đường thì có thể không cần vội vã như vậy đâu, có muốn tới nhà đang nghỉ ngơi một chút không, người ta dạo này mới mua nhiều đồ chơi lắm đó. A Lưu Ư không hổ là thanh niên chính trực đáp lại, không cần thiết như vậy, bọn ta có việc phải làm quốc gia. Ma nữ làm bộ nũng nịu mà trách cứ, quá đáng quá, sao ngươi lại có thể, A Lưu Tư mất kiên nhẫn lạnh lùng nói, đừng hòng làm phiền, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ma nữ bỗng thay đổi sắc mặt, giọng nói trầm thấp vang lên, "Hừ hừ, xem ra tên nhóc ngươi là rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt, các ngươi chỉ có hai người." A Lưu Tư cũng nhận ra có gì đó không ổn. Ba ma nữ lao ra, bọn họ tự tin nói, "Không thể chạy thoát khỏi tay ta đâu." A Lưu Tư một bên mắt hóa đỏ, ra lệnh cho Phần Đạt, "Phần Đạt, núp ra phía sau lưng ta." A Lưu Tư chỉ với vài đường, đã tiêu diệt được đám ma nữ kia. Phần Đạt mặt vô biểu tình lên tiếng cảm thán, "Wow, thế mà lại ra tay nhanh như vậy." cậu ta oan trách a lưu tư chẳng hiểu thương hoa tiếc ngọc chút nào a lưu tư rất kỳ thị ma tộc mà đáp lại ma tộc đều nên giết không có ngoại lệ ma nữ nữ tôn cũng sẽ có kết cục giống vậy phần đạt nhìn đống máu dưới đất mà khóc nấc lên cảm thán hích hích dưới đất toàn là máu của ma tộc kinh tởm quá cậu ta giật mình khi thấy máu dính lên giày của mình úi dính lên giày rồi a lưu tư vẫn rất cảnh giác mà nhìn xung quanh hắn ta không mặn không nhạt vạch trần người nữa cũng ở đây hiện thân đi dương chi ác ma ta biết ngươi đang ở chỗ này người kia bị vạch trần tức giận thốt lên ừ dương chi ác ma xuất hiện cùng với nhiều cánh tay xung quanh anh ta lên tiếng châm chọc một tên tiểu tử ngạo mạn hắn ta là ác ma đại công thân phận nhân vật dương chi ác ma giới thiệu nhân vật là ác ma được sinh ra trong sự sợ hãi đặc biệt là nỗi sợ đối với vật chất tính dương bao gồm cả nam giới những nỗi sợ này đều sẽ chuyển hóa thành sức mạnh của hắn có lực khắc chế tự nhiên với vật cách tính âm bao gồm nữ giới ác ma đại công tức giận toàn thân hắn đầy sắc khí mà lớn tiếng quát hai người kia hành hung tại địa bàn của ma nữ nữ tôn thật là một kẻ to gan a Lưu tư nói mục đích đến đây của mình cho hắn nghe rồi cậu ta hỏi hắn bọn ta tới tìm ngươi để hợp tác ngươi sớm đã bất mãn với ma nữ nữ tôn rồi nhỉ ác ma đại công khịt mũi khinh thường hỏi lại chỉ dựa vào ngươi hắn ta dí sát mặt vào a Lưu tư lạnh giọng nói cấp bậc của ma nữ nữ tôn là bốn chữ số đó hắn ta hỏi cậu ta nhìn vào ta tiểu tử thối tha làm như vậy có lợi gì cho ta a Lưu tư có chút nghi ngờ quay ra sau hỏi lại phần đạt cho chắc phần đạt để chắc chắn tên này có thể giúp được chúng ta chứ phần đạt nhìn lại sách cậu ta tự tin đáp lại về lý thuyết thì sức mạnh của hắn khắc chế được ma nữ nữ tôn nhưng chúng ta phải cường hóa cho hắn một chút phần đạt lấy ra năm thứ gì đó đó là hạch tâm của ác ma giới sắc hạch tâm của ác ma hảo nhân khả hạch tâm của ác ma bạo lực hạch tâm của ác ma tội ác phần đạt đưa ra lên tiếng hỏi ác ma đại công tuy rằng nhìn có vẻ giống viên kẹo nhưng ngươi có thể nhận ra bọn họ nhỉ gã có chút giật mình khi thấy món đồ trên tay cậu ta ác ma đại công kinh thất mà hỏi phần đạt đây những thứ này đều là hạch tâm của ác ma đại công các ngươi làm thế nào mà lấy được phần đạt ý tứ không muốn nói mà từ chối vì quan hệ hợp tác giữa chúng ta ngươi vẫn nên không biết thì tốt hơn a à lưu tư hiểu rõ tâm tư của hắn mà lên tiếng hỏi ác ma đại công là bậc trên của ma vương nhưng lại bị áp chế dưới trướng của ma nữ người chắc chắn rất không cam lòng nhỉ phần đạt gác hai tay ra sau cũng đồng tình mà nói đúng vậy dũng giả rõ ràng là cao quý hơn bất cứ ai thế mà lại phải chịu khuất phục bởi nữ thần nghĩ kỹ lại một chút thì hoàn cảnh của ngươi và bọn ta rất giống nhau đó. Ác ma đại công nhìn năm viên hạch tâm trong tay mình, hắn ta hiểu ra ý tứ của hai tên kia mà đưa ra suy đoán, khà khà. Hóa ra ngươi là muốn sau khi để ta trở nên mạnh hơn để giúp người đánh dẹp ma nữ, không vấn đề ta đồng ý với điều kiện này. Ác ma đại công không chút suy nghĩ bỏ thẳng năm viên hạch tâm vào miệng. Hắn tê bỗng nhiên la lớn lên, u a a ha. Hắn ta có thể cảm nhận nguồn sức mạnh dồi dào trong cơ thể mình mà la lên, u a a, -a. sức mạnh. Ác ma đại công biến to hơn, toàn thân tỏa ra khí tức hắc ám, gã nhìn thử tay của mình mà cảm thán, ta đã cảm nhận được sức mạnh ùn ùn không ngớt. Ác ma đại công cười lớn, tự tin lên tiếng, ha ha, ta đã không còn đối thủ nữa rồi. Hắn ta được voi đòi tiên, giờ cho lật lọng mà đe dọa hai người kia, này, các ngươi biết thế này vẫn không đủ, cho ta nhiều hơn nhiều hạch tâm hơn nữa, nếu không sẽ giết các ngươi. Hắn bây giờ là Dương Chi Ác Ma level 1000, toàn thân hắn biến to và hóa đỏ. A à Tư giơ thanh kiếm ra tự tin nói, đừng nôn nóng, tuy rằng một mình ngươi không cách nào chiến thắng được ma nữ nữ tôn nhưng còn có bọn ta trên thanh kiếm có viên ngọc đính ở giữa a lưu tư tiếp tục giới thiệu có thanh kiếm này ở đây đủ để chảm giết ma nữ tại nhà nghỉ hy nhĩ thuẫn ai đó sửng sốt thốt lên ngươi nói cái gì hạ nguyệt phận nắm lấy cổ áo của anna xấu hổ nói tại sao không thể thuê hai phòng chứ ta không thể ngủ cùng với tên này đâu anna bối rối lên tiếng giải thích ôi đại nhân hạ nguyệt phận bình tĩnh một chút tại hạ làm thế này là vì nghĩ cho sự an toàn của vị tiên sinh đây Ngô Thần vẫn rất nhà nhã đọc sách. Anna vì lo cho an nguy của hai người mới làm như vậy, cô ta lên tiếng nói tiếp, ngày mai yến tiệc mới bắt đầu. Nam giới ở chỗ chúng tôi ít nhiều cũng có chút không tiện, nếu như lại xảy ra chuyện giống như lúc trước, Hạ Nguyệt Vận nghe vậy kinh ngạc mà thốt lên. Ồ. Anna trước khi rời đi để lại một lời nói, tóm lại là, hai vị cứ cố chịu một đêm, sáng mai hai tại Hạ để tới đón hai vị. Hạ Nguyệt Vận vẫn không bỏ cuộc, cố gắng níu giữ Anna lại, này, đừng có đi, này, ngô thần ở một bên cười mỉm nhìn cô. Ngô Thần nhìn Hạ Nguyệt Phận vẫn còn đang rối rắm ở cửa mà nói, có làm sao đâu chứ, không phải chỉ là một đêm thôi sao, cũng đâu phải mất miếng thịt nào, anh đưa ra lý lẽ của mình, chúng ta đều là phu thê rồi xấu hổ cái gì chứ. Hạ Nguyệt Phận xấu hổ nói nhỏ, cái đó, cái đó không giống, bây giờ làm chuyện như thuê phòng. Ngô Thần nghe thấy nhưng anh lại giả vờ như không nghe rõ mà đề nghị Hạ Nguyệt Phận nói to hơn, ấy, vừa rồi cô nói gì thế, nói to lên chút. Cô ấy ngạo kiều hét toáng lên, ta chẳng nói gì cả. Hạ Nguyệt Phận thẳng tay đuổi Ngô Thần ra ngoài. Ngươi ra ngoài trước đi, ta phải tắm rồi, tắm xong ngươi hãy vào, anh bất đắc dĩ mà phải đi ra. Ngô Thần nhìn vào cánh cửa, cố gắng nói lý với Hạ Nguyệt Vận, ta nói này, dù sao lần trước những gì cần xem cũng xem hết rồi, ta cũng không phải nhìn trộm cô tắm, nhiều nhất là nghe tiếng, có cần thiết phải thế này không? Hạ Nguyệt Vận vẫn quả quyết không cho là không cho mà thẳng thừng đáp trả, nghe tiếng cũng không được. Ngô Thần nghe vậy thầm nghĩ, thế này rốt cục là sao vậy? Kể từ sau khi tới lãnh địa của phương diễm thủ, tâm trạng của Hạ Nguyệt Vận lại không ổn định như vậy anh suy đoán tâm tư nhỏ của hạ nguyệt vận lẽ nào sau khi cô ấy lén tìm cơ hội thông báo với những ma nữ khác về hành tung của mình nên trột dạ tuy nhiên hạ nguyệt vận đây là ghen mùi giấm chua lòng bỗng có cô gái bước tới bắt chuyện với ngô thần anh trai này sao lại ngồi ngoài cửa thế được hai người đẹp nhìn anh với ánh mắt mê muội bọn họ lên tiếng đề nghị về phòng có một mình sao có muốn tới phòng chị chơi không cô gái còn lại cũng mời gọi anh đúng vậy tới giải sầu với mấy chị nào hạ nguyệt vận đang quấn khăn tắm tức giận mở cửa ra Cô gái tóc xanh bất ngờ thốt lên, "Ừ." Hạ Nguyệt Phận mạnh tay túm lấy cổ áo của Ngô Thần lớn tiếng quát, "Ngươi cút lại vào đây cho ta." Hai cô gái kia khi thấy cửa phòng đóng lại mà tiếc núi nói, "Gì vậy chứ, có chậu rồi à, đúng vậy, đáng tiếc ghê." Ở bên trong, Ngô Thần ngu ngơ nhìn Hạ Nguyệt Phận đang hậm hực mà khó hiểu hỏi, "Vợ à, vợ nổi nóng như vậy làm gì?" Anh cảm thán, "Hôm nay vợ rất khác mọi ngày đó." Hạ Nguyệt Phận giật mình khi nghe thấy anh nói như vậy. Hạ Nguyệt Phận bỗng nhiên đỏ mặt mà thầm nghĩ, "Đúng vậy, tại sao mình lại thế vừa rồi chả kịp nghĩ gì đã hành động rồi hạ nguyệt phận xấu hổ quá mà chạy vào phòng tắm ra lệnh cho ngô thần ngươi nghĩ cái gì vậy ta phải tiếp tục đi tắm đây không được nhìn trộm anh nhìn cô ấy mà ba phần bất lực bảy phần như ba ở bên trong nhà tắm hạ nguyệt phận thầm tự hỏi ta rốt cuộc bị làm sao vậy cô nhớ lại tình huống vài giờ trước lúc trước cũng thế chẳng kịp nghĩ gì đã cãi nhau với người phụ nữ đó hạ nguyệt phận quyết định không quan tâm mà xã vòi nước ngô thần hay cái gì đó mặc kệ không cần để ý không phải là được rồi hay sao tại sao ta phải ra mặt hay hắn hạ nguyệt vận chán nản đưa tay xoa đầu cô thầm nghĩ đáng ghét trong đầu toàn là một mớ bòng bong ngô thần ở bên ngoài nhà tắm lên tiếng gọi hạ nguyệt vận cô nghe thấy ta nói không cô xấu hổ theo bản năng che ngược lại hỏi ngô thần ngô thần ngươi muốn làm gì anh ở ngoài cửa bối rối xoa đầu lên tiếng giải thích không ta không có ý định nhìn trộm đâu chỉ là có lời muốn nói thôi ngô thần hối lỗi mà nói nói thế nào nhỉ Ta biết từ trước tới nay cô vẫn có chút không ưa ta, dẫu sao kết hôn với ta cũng là do ta lừa cô, khá đáng tiếc, khó lắm mới gặp được cô gái có cùng sở thích ở thế giới lạ nói thật là. Ngô Thần thật lòng mà bày tỏ tình cảm, ta động lòng rồi, Hạ Nguyệt Phận chưa lốt kịp mà hỏi lại, "Ừ." Cô hiểu ra mà lắp bắp hỏi anh, "Ừ, ái, ái, cái gì Ngô Thần, ngươi lại trêu đùa ta phải không?" Ngô Thần ánh mắt thâm tình mà khẳng định chắc nịch, "Không, ta không trêu đùa cô, ta muốn có được trái tim của cô." Anh lên tiếng đề nghị, "Ta thích nàng." Chúng ta chính thức kết hôn đi. Hạ Nguyệt Phận nghe vậy không nói gì, cô vẫn còn hậm hực mà quát, "Hừ, ở trước mặt những nữ thần đó, ngươi cũng nói như vậy nhỉ, ngươi ở phe của nữ thần, ta không thể nào đồng ý với ngươi." Hạ Nguyệt Phận vẫn còn chút nỗi lòng mà từ chối, "Ma nữ và nữ thần tuyệt đối không được chung sống với nhau, đây là phép tắc mà mẫu thần đặt ra vì vậy ta không thể đồng ý với ngươi." Ngô Thần kiên định nói, "Ta nhất định có thể tìm được cách để nữ thần và ma nữ cùng chung sống, hãy tin ta." Hạ Nguyệt Phận ở sau tấm kính không nói gì sau đó cô lên tiếng, có thể để ta suy nghĩ thật kỹ được không, ta không cách nào lập tức đưa ra câu trả lời. Ngô thần cười mỉm nhìn cô, ừ, không sao, không cần vội. Anh tự tin nói, ta sẽ từ từ đợi. Sáng sớm hôm sau, tại phủ của Phương Diễm Thù, cô ta ra lệnh cho mọi người, tất cả mọi người nhanh lên chút cho ta. Phương Diễm Thù ở giữa trung tâm, chỉ đạo cho mọi người, nguyên liệu của ngự thiện phòng chuẩn bị thế nào rồi, cô ta vừa ra lệnh vừa đe dọa đám người kia, sứ đồ mẫu thần sắp tới rồi trong vòng hai tiếng nữa còn không sắp xếp ổn thỏa thì cho các người biết tay mọi người ở trong phủ chạy toán loạn ai nấy đều bận bù đầu bù cổ một cô gái hớt hãi chạy ra thông báo đại nhân phương diễm thù dương chi ác ma muốn gặp người phương diễm thù không để tâm đến hắn ta lắm mà hỏi người kia không thấy ta đang bận sao tao không có thời gian gặp hắn bảo hắn cút đi ác ma đại công chống gậy bước vào cười xê xòa mà đề nghị hi hi đừng có gọi đuổi ta đi như vậy mà tại hạ lần này tới là để tặng quà rồi ông ta ra lệnh cho tên đi bên cạnh nào đưa đại lễ lên. Bên trong là phần đạt đang bị trói, ác ma đại công giới thiệu về phần quà của mình, ta biết người thích nô lệ nam chất lượng tốt, thế nhưng đặc biệt bắt tùy tùng của dũng giả loài người tới tặng cho người mong người hãy nhận lấy. Phương Diễm thủ gấp cái quạt lại, nhìn phần đạt một cái mà cảm thán, vô vị, ta hiện giờ chỉ có chút mong chờ vào sứ giả mẫu thần. Tất cả đàn ông khác đều không cách nào khiến ta hứng thú, ác ma đại công giữ người không tin vào mắt mình mà hỏi lại, cái gì? Phương Diễm thủ không chút nể tình mà lên tiếng vạch trần ác ma đại công, nhưng mà, Ngươi không phải trước nay vẫn luôn ngứa mắt với ta hay sao? Hôm nay lại đột nhiên chạy tới đây tặng quà, hắn ta bối rối không biết nên giải thích sao? Đây, đây là bởi vì Áp Ma đại công thầm tức giận mắng chửi. Đáng ghét, vốn dĩ muốn nhân lúc cô ta xem lễ vật mà lơ là thì đánh lén cô ta, gã thầm tự hỏi, sứ giả mẫu thần mà cô ta nói rốt cuộc là ai chứ? Phương Diễm Thù nhìn hắn thấy ngứa mắt, bèn sử dụng quyền năng của mình mà quát lớn, "Ai cho phép ngươi đứng nói chuyện với ta? Quyền năng siêu trọng lực." Trường một phần ma lực của Phương Diễm Thù chuyển hóa thành trọng lực trường kẻ địch có sức mạnh hơi kém sẽ bị trọng lực cường hóa ép thành vỡ vụn cho dù là cường giả cũng sẽ bị ép tới mức không động đậy được có thể chỉ có thể khuất phục nhìn cô ấy ác ma đại công nằm bẹp dí trên sàn phương diễm thù ánh mắt ánh tín lạnh giọng nhắc nhở gã ta làm cho thật rõ bản thân có thân phận gì đi cô ta dĩ nhiên hiểu gã đến đây không phải ý tốt gì rồi mà lên tiếng hỏi nói đi ngươi tới chỗ ta là có mục đích gì ác ma đại công bỗng dưng cười lớn lên hà khà 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 ha, ha ha hai con mắt của gã hóa ánh đỏ Áp Ma Đại Công càng cười kinh dị mà cảm thán, ha ha, đây chính là sức mạnh quyền lực nữ tôn sao, thật là tuyệt. Nếu đổi lại là ta của trước kia thì đã chết rồi. Gã gắng gượng đứng dậy, giọng nói trầm thấp vang lên, ngươi trước nay đều luôn coi thường nam giới ma tộc bọn ta, còn coi ta như kẻ ngốc, ta vẫn luôn nhẫn nhịn. Phương Diễm thủ hơi giữ người khi thấy hắn như vậy. Áp Ma Đại Công biến thành to hơn, hắn ta tự tin lên tiếng, nhưng ta của bây giờ đã không giống trước kia nữa, ta cũng muốn dẫn ngươi xuống dưới chân, sau đó ăn thịt tiếp tục tiền hóa. Phương Diễm Thù nhìn tên to lớn trước mặt mình mà cảm thán, thật là cái dáng vẻ xấu xí, ác ma các ngươi cứ thích chơi trò trở nên to lớn như vậy sao? Toàn thân ác ma đại công tỏa đầy sát khí. Hắn ta tức giận quát Phương Diễm Thù, im miệng, rồi gã phun lửa hướng về phía cô ta. Phương Diễm Thù phẩy cái quạt của mình, cô ta cảm thán, thật đúng là, thế nên ta mới ghét loại đàn ông như các ngươi. Cô à bắt đầu nghiêm túc mà phản đòn, cô ta khinh thường mà châm biếm ác ma đại công, quá là tự phụ. Khi đòn tấn công tiến đến, phương diễm thủ có thể dễ dàng dùng cái quạt để chuyển hướng của nó chiêu của ác ma đại công tấn công lên trần nhà phương diễm thủ có chút tức giận mà cảm thán chẹp thế mà lại có thể làm ta bị thương cô ta nhìn vết thương trên tay mình mà thầm tự hỏi chuyện gì vậy sức mạnh này đã vượt quá phạm vi sức mạnh của ác ma đại công bỗng nhiên xung quanh trong cô ta chảy ra một đống ma lực phương diễm thủ kinh ngạc tự hỏi ừ ác ma đại công vẫn đang cố gắng hút vào nhiều hơn phương diễm thủ tức giận mắng hắn tên nhà ngươi thế mà lại hút hết ma lực của ta thật đáng ghét ác ma đại công tự tin đáp lại ha ha thêm một chút nữa như vậy ta sẽ có thể trở nên mạnh hơn hắn ta nở nụ cười quỷ dị hỏi phương diễm thù ha ha ta của hiện tại đã bước vào cảnh giới giống như ngươi đồng thời ta còn có thể không ngừng hút lấy ma lực của ngươi ngươi sao có thể thắng được ta phương diễm thù vẫn không chút sợ hãi mà lên tiếng chê trách đắc ý quá sớm rồi dương chi ác ma cùng một cảnh giới nhưng cũng có điểm cao thấp toàn thân cô ta tỏa ra luồng khí tức hắc ám phương diễm thù trừng mắt nhìn ác ma đại công mà lớn tiếng nói nếu như người ở level 1000 thì ta chính là level 1999. Trước mặt gã hiện ra một vòng xoáy, trên đầu của Phương Diễm thủ nhú lên hai cái sừng. Toàn thân cô ta mặc bộ đồ đen. Sau khi xong mọi việc, Phương Diễm thủ trên tay cầm quyền trượng, ánh mắt nghiêm túc nhìn xuống, đó là vũ trang quyền năng Phương Diễm thủ lấy một phần quyền năng bao phủ lên cơ thể dưới hình thức trang bị có thể nâng cao khả năng công kích và giúp phòng ngự rõ rệt. Khuyết điểm là giảm bớt tốc độ di chuyển. Phương Diễm thủ đưa tay tạo ra gì đó, cô ta tự tin nói, đã tới lúc trả giá rồi, Dương Chi Ác Ma. Phương Diễm Thù tiếp tục lên tiếng, trước lãnh vực mà ta triển khai hoàn toàn, cái gọi là khắc chế của ngươi hoàn toàn không có ý nghĩa, triển khai lãnh vực trọng nữ khinh nam quyền năng của Phương Diễm Thù được triển khai dưới, hình thức lãnh vực sức mạnh của nam giới trong lãnh vực sẽ suy yếu rất nhiều ngược lại sức mạnh của nữ trong lãnh vực sẽ được tăng lên rõ rệt. Ác Ma đại công bỗng nhiên xịt máu mũi cũng như thổ huyết. Hắn ta ôm lấy cổ của mình, khuỵu gối xuống khó hiểu mà tự hỏi, sao có thể, ta mạnh mẽ như vậy thế mà vẫn không cách nào chống lại phương diễm thủ tự tin cho hắn câu trả lời nếu muốn thắng được ta trước tiên phải cắt mình đi trở thành cô gái bé nhỏ đi đã phương diễm thủ tiếp tục gây sát thương cho hắn chỉ cần ngươi là đàn ông thì mặc định không cách nào chiến thắng ta được chấp nhận đi bỗng nhiên ai đó đánh lén từ phía sau dùng kiếm đâm xuyên qua người cô hắn ta lên tiếng vậy cũng chưa chắc đâu alu tư là người làm hắn ta tiếp tục nói nếu để lộ ra sơ hở thì cũng sẽ bị giảm giết thôi phương diễm thủ sững người trước tình huống này cô ta kinh ngạc thầm tự hỏi thế mà lại có thể xuyên qua áo giáp quyền năng của ta vết thương càng lúc chảy càng nhiều máu phương diễm thù thầm tự hỏi lẽ nào đây là thần khí cấp thần sáng thế sao khi thanh kiếm được rút ra cô ta ôm lấy vết thương của mình đau đớn kêu lên hư a alu tư tự tin nói thắng thua đã rõ tới lúc kết thúc rồi hắn ta làm bộ thương hoa tiếc ngọc mà tiếp tục lên tiếng ta sẽ cố gắng hết sức không để ngươi chịu quá nhiều đau khổ alu tư lại dùng chiêu kiếm minh hoàng lóe sáng chiêu thức này như biến phương diễm thù thành trăm mảnh cô ta trợn mắt lên mà thổ huyết. Phương Diễm thủ ngã gục xuống. Áp ma đại công nhảy lên cao đề nghị, ha ha, đòn cuối cùng để ta. Gã há to miệng ra bắn về phía Phương Diễm thủ. Chiêu thức hướng thẳng đến cô ta, tạo thành vụ nổ nhỏ. Áp ma đại công cười lớn tự lẩm bẩm, ha ha, đến cả cặn cũng không sót lại tí nào, cái gọi là ma nữ cũng chỉ vậy thôi mà thôi. Phương Diễm thủ, lãnh địa của ngươi ta xin nhận. Ai đó lên tiếng cảm thán, thật đúng là, ngươi là định đốt luôn cả ta sao? A Lư Tư chê trách gã ta, tấn công có quá nhiều sơ hở muốn giải quyết ta người vẫn còn kém lắm huống hồ lại là ma nữ áp ma đại công không hiểu hắn lắp bắp hỏi lại ý ý ngươi là gì phần đạt ngồi bên vai còn lại khoanh tay giải thích ma nữ đâu có dễ dàng bị giải quyết như vậy ăn vào quá nhiều hạch tâm khiến não ngươi hỏng hết rồi à chắc chắn là dùng năng lực kiểu di chuyển không gian để chạy trốn rồi áp ma đại công lo lắng nói vậy vậy chúng ta còn không mau đuổi theo nếu để cô ta phục hồi thì rắc rối to đấy a tư rất tự tin mà lên tiếng không cần vội vã như vậy vết thương mà thánh kiếm hoàng tuyền tạo ra cho ma tộc thì ngay cả ma nữ cũng không cách nào chữa trị hắn ta đưa ra suy đoán của mình cô ta cho dù khâu chết cũng chắc chắn bị trọng thương không chạy được quá xa bên ngoài nhà nghỉ hy nhĩ thuẫn trời mưa tầm tã phương diễm thủ từng bước lết đi cô ta tức giận thầm chửi đáng ghét phương diễm thủ vẫn còn chấp niệm mà tự lẩm bẩm không được ta vẫn không thể chết ta vẫn còn chưa gặp được sứ đồ đại nhân cô ả à toàn thân lấm lem nhìn xung quanh mà tự hỏi đáng ghét sứ đồ đại nhân ở phòng nào ta thế mà lại quên hỏi. Phương Diễm Thù dần mất đi ý thức, cô ta tự hỏi, ực, kha kha, cơ thể đã tới mức cực hạn rồi sao. Ngô Thần đã đỡ được cô ta, Phương Diễm Thù mệt mỏi nhìn anh. Cô ta có lẽ đoán ra được thân phận mà lắp bắp gọi, sứ đồ, đại nhân. Trên sàn nhà rơi đầy chai lọ thuốc đủ màu sắc. Hạ Nguyệt Phận lo lắng đỡ lấy Phương Diễm Thù đang dùng tay chặn lấy vết thương trên bụng, khó hiểu cao giọng, chuyện gì vậy, ma pháp trị bệnh của ta thế mà lại không hiệu quả. Thần Hi Chi Tinh nhặt vài ống thuốc lên quan sát nói, cô ấy là bị vũ khí cấp nữ thần hoặc cấp bậc cao hơn làm bị thương, cách chữa bệnh thông thường đều không có tác dụng. Tay cầm một chai thuốc với màu sắc xanh kỳ lạ lên nói, tìm được rồi, chính là cái này, trong lòng anh thầm mừng rỡ, may mà mình đã mang theo một đống bí dược cấp nữ thần. Thần Hy Chi Tinh cầm lọ thuốc đi đến chỗ hai cô gái nói, hạ nguyệt phận, giao phương diễm thủ cho ta, ta có thể chữa trị cho cô ấy. Phương Diễm Thủ dựa vào thân thể của Hạ Nguyệt Phận mà chống đỡ, miệng thều thào, xin, xin người đó. Hạ Nguyệt Phận thấy lọ thuốc đang bốc khói liền lo lắng hỏi, ngô thần ngươi chắc chắn thuốc này không vấn đề chứ màu sắc này không phải là người đang bị thương cũng không tránh khỏi lo ngại mà nheo mắt nhìn tò tò anh chắc nịch đáp yên tâm đây chỉ là thuốc trị liệu mà thôi từ bên ngoài cũng có thể nghe được thanh âm cao có của anh hay ra không còn thời gian giải thích nữa mau ngoan ngoãn nằm đi người kia hoang mang hỏi đợi đã ngươi muốn làm gì thần hy chi tính đút trực tiếp lọ thuốc vào miệng phương diễm thù nhỏ nhẹ chấn an ngoan đừng động đậy lung tung cô hiện giờ bị thương rất nặng uống vào sẽ không sao cô ta lo sợ với tay cầu cứu cả thân thể đều run rẩy ngô thần cố chấp chen vào giữa hai chân cô ta bất đắc dĩ nói cô đừng ngọ nguậy mà ta rót không chuẩn rồi thuốc này rất quý đó hạ nguyệt phận đứng phía sau không khỏi đen mặt thầm nghĩ tại sao cảnh này nhìn quen quen nhỉ thần hy chi tinh nhìn lọ thuốc chỉ còn một nửa tiếc nuối nói thật đúng là một chai thuốc tốt lại bị cô làm lãng phí một nửa phương diễm thù sau khi được đút thuốc liền được hồi phục vết thương cũng biết mất cô ta ngây người cảm nhận sức mạnh đang bao bọc thân thể anh cũng không quên dặn dò nhưng mà cô hiện giờ có lẽ không có vấn đề gì lớn nữa rồi, trong khoảng thời gian ngắn không được chiến đấu nữa. Đột nhiên có ai đó đứng bên ngoài cửa sổ, đôi mắt đỏ rực đáng sợ nhìn vào bên trong nói, hi hi, tìm được ngươi rồi. Phương Diễm Thù mà đối mặt với anh không khỏi bất ngờ xen lẫn bất an. Thứ đó liền dùng bàn tay khổng lồ đâm xuyên qua cửa sổ, trùm tay đến muốn bắt lấy hai người. Thần Hy Chi Tinh nhanh nhẹ đứng dậy đẩy Hạ Nguyệt Phận ra sau lưng mình lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận. Hạ Nguyệt Phận dùng chân sút một cú chí mạng vào cánh tay của con quái vật, Phương Diễm Thủ sợ hãi lui về phía sau, còn anh thì hốt hoảng dùng tay che chắn. Con quái vật đau đớn cầm lấy cổ tay đang chảy máu run rẩy nói: "Á, tay của ta." Nó kinh hãi hỏi: "Ngươi, ngươi là Hạ Nguyệt Phận sao? Ma nữ viên Nguyệt lại ở chỗ này." Hạ Nguyệt Phận hừng hực sức mạnh đứng phía dưới, tay siết chặt tức giận nói: "Kẻ làm hại Phương Diễm Thủ." Cô ta nhảy lên đấm thẳng vào mặt con quái vật lớn tiếng hỏi: "Chính là ngươi sao?" Sau cú đấm của cô ta, nó đau đớn ngửa đầu ra sau phun máu tung tóe, trong lòng không khỏi đau đớn mạnh quá cho dù là ta của hiện tại vẫn không cách nào chiến thắng ma nữa sao hạ nguyệt phận đứng lơ lửng giữa thân thể của nó không ngừng phát tiết dưới đôi mắt của quái vật giờ đây cô ta trông vô cùng đáng sợ với cây lưỡi hái trên tay trong lòng nó không khỏi hoài nghi đây chính là sức mạnh của ma nữ ư hạ nguyệt phận với đôi mắt đỏ sáng nghiến răng tức giận nói chuyện ngươi từng làm với phương diễm thù ta phải bắt ngươi trả lại gấp 10 lần đột nhiên quái vật được bao bọc bởi một trận ma pháp kỳ lạ cô ta nghi hoặc hỏi ma pháp chuyển đưa nó nở nụ cười đắc ý nói Ma nữ viên nguyệt, tuy rằng ta hiện giờ không đấu lại được ngươi, nhưng lần sau thì không chắc đâu, đợi ta nuốt thêm nhiều hạch tâm hơn nữa, tới lúc đó ngay cả ngươi cũng sẽ ăn luôn. Nó cười lớn khinh bỉ rồi biến mất, Hạ Nguyệt phận nghiến răng tức giận chém lưỡi hái tới nhưng quá muộn. Cô ta bay lơ lửng trên trời tức giận mắng, "Hừ, tiểu nhân đê tiện." Hạ Nguyệt phận cau mày nghiến răng tự trách, sơ suất rồi, thế mà lại để hắn chạy. Lúc này ở trong một khu rừng, A Lư Tư khoanh tay dựa vào thân cây mất kiên nhẫn hỏi, "Phần Đạt, sao hắn vẫn chưa chuyển về?" cô mím môi gắng sức truyền vào trận ma pháp trước mặt đáp đừng dục nữa có thể lôi hắn khỏi chỗ ma nữ viên nguyệt về đã là may mắn rồi ngay sau đó quái vật choàng khăn đen liền xuất hiện trên trận ma pháp nó gầm gừ đau đớn phần đạt mím môi nói xem ra hắn vẫn không ổn có thể miễn cưỡng giao đấu với ma nữ nữ tôn cũng là bởi vì thuộc tính tương khắc quái vật ngồi trên đất tức giận quát bớt phí lời đi hạch tâm đưa ta thêm hạch tâm ta phải trả thù a Lưu tư mím môi chắn nản nói hừ vốn cũng không mong chờ gì vào tên này có thể giúp đỡ được gì nhiều chỉ là không ngờ lại mọc ra một ma nữ viên nguyệt chuyện trở nên phức tạp rồi anh ta xoay người dặn dò sức mạnh đã không đủ thì tiếp tục cường hóa cho hắn phần đạt chuẩn bị ma pháp truyền đưa cô liền nghiêm túc đáp được đột nhiên có một giọng nói xa lạ truyền tới chà, cuối cùng cũng để ta bắt được các ngươi rồi alu à tư nhanh nhẹ liếc mắt dè chừng nhìn về hướng phát ra giọng nói từ phía sau một vật to lớn đang nhảy xuống thân thể nó được bao quanh bởi sức mạnh đáng gờm một con robot đáp đất nói đừng vội đi mà Alu Tư mím môi nhìn nó nó đứng vững vàng trên đất cả thân thể tỏa ra các tia xét nói giữa chúng ta vẫn còn một món nợ chưa tính đó anh ta mím môi mơ hồ đoán áo giáp ma đạo hóa ra là vậy ngươi chính là thần hi chi tinh nhỉ phần đạt khó hiểu nói ta rõ ràng đã dùng ma pháp làm nhiễu hắn thế mà vẫn có thể lần theo ma pháp truyền đưa của ta tới chỗ này Alu Tư thần hi chi tinh là người tạo ra ma đạo thuật ta khuyên huynh vẫn là đừng đánh với hắn anh ta hừ lạnh khó chịu nói, lừa gạt nữ thần, câu kết với ma nữ, phản đồ loài người mà thôi, chém đi là xong. Phần đạt gác tay sau đầu lạnh nhạt nói, ta đã nhắc qua huynh rồi đó. Thần Hy Chi Tinh cầm nhánh cây khô trên tay cua qua cua lại nói, xem ra ngươi rất là tự tin vào kiếm thuật của mình. Cành cây khô bỗng được bao quanh bởi sức mạnh kỳ lạ, anh từ tốn nói, thực ra ta cũng có chút hiểu biết về kiếm thuật. Cành cây khô trên tay bỗng biến thành một thanh kiếm sắc bén, chính là nhờ vào quyền năng, ảo nguyệt dưới nước thần hy chi tinh giơ thanh kiếm về phía trước tự tin đề nghị chi bằng chúng ta đi hai chiêu thế nào a lưu tư nhếch môi cười bí hiểm đáp à được thôi anh giơ thanh kiếm lên cao nói ngươi là vãn bối để ngươi xuất chiêu trước là được rồi anh ta vừa rút thanh kiếm vừa cười thích thú đáp kha kha thật là khách khí rồi tiền bối vừa dứt lời anh ta liền sấn tới tấn công cũng may thần hy chi tinh nhanh nhẹn dùng thanh kiếm chống đỡ anh cười châm chọc ồ oh, lên cái là lao thẳng muốn hại sao ánh mắt anh sáng lên khinh bỉ chê bai tốc độ khá tốt, đáng tiếc lực đạo còn hơi kém. A Lư Tư cau mày khó chịu gầm gừ, tay nắm lấy cán kiếm ở sau lưng. Anh ta mím môi khó chịu tay vung kiếm loạn xạ mắng, ngươi là đang lừa gạt ta sao, đáp trả đi. Thần Hy Chi Tinh nhanh nhẹn né sang hai bên cười trêu chọc, ồ, lần này ngay cả kiếm thánh cũng dùng rồi sao, nhị đao lưu. Anh vung cánh tay tát thẳng vào mặt anh ta cao giọng mắng, khí lực không ổn thì đừng học người ta dùng nhị đao lưu. A Lư Tư vì cú tát đó mà văng ra xa. Phần đạt đứng phía sau thấy A Lưu Tư đau đớn ôm mặt lo lắng nói, ui choa, cú bạt tay rền quá, ta ở chỗ này cũng nghe thấy được. Anh ta ngồi trên đất tay ôm bên má bị tắt khó chịu nói, đáng ghét, ngươi tại sao lại phải làm nhục ta như vậy? Thần Hy Chi Tinh khoanh tay đứng trước mặt anh ta cười khinh bỉ đáp, làm nhục ngươi, đây chính là cái giá phải trả khi ngươi làm hại vợ của ta. A Lưu Tư không phục tức giận phản bác, hừ, ma nữ là căn nguyên của tai họa, tất cả bọn chúng đều đáng chết. Anh tức giận đáp, căn nguyên của tai họa không phải là ma nữ, mà là các ngươi, là những dũng giả các ngươi đang phá hoại sự cân bằng của thế giới này. A Lưu Tư chống chân đứng dậy, tay rút thanh kiếm đang cắm trên đất ra cao có quát, im miệng, ta không thèm tin những lời quỷ quái của ngươi. Thần Hy Chi Tinh hừng hực sức mạnh áp sát vào người anh ta lạnh giọng nhắc nhở, ta khuyên ngươi vẫn nên buông tay đi, tổn hại chiêu này tạo ra là rất lớn, không chế không nổi đâu. A Lưu Tư nghiến răng tức giận quát, không thể nào, kiếm thánh của ta lẽ ra nên tạo thành sức mạnh thật sự, sao ngươi lại không sao? Phần đạt thức thời lo lắng cao giọng, A Lưu Tư, Mau buông tay, huynh sẽ chết đó. Nhưng anh ta giờ đây đã đắm chìm vào cuộc chiến, tay gồng sức đâm thanh kiếm vào người trước mắt. Thần hy chi tinh bộc phát sức mạnh, đôi cánh xuất hiện phía sau, dùng tay chặn lại thanh kiếm của anh ta. Alu Tư đau đớn hét to, Hự, a a a a. Anh ta nghiến răng chống cự mắng, đáng ghét. cả thân thể của thần hy chi tinh bùng phát sức mạnh, năng lượng tỏa ra xung quanh. Alu Tư sợ hãi bật nhảy về phía sau né tránh. Phần đạt cầm quyền trượng dơ lên cao lo lắng nói, Alu Tư không thể đánh với hắn nữa chúng ta mau chóng chuồn thôi. Anh ta chống chân ngồi trên đất nghiến răng sợ hãi nói, không được, kiếm thánh của ta vẫn còn trong tay hắn. Cánh tay robot chạm vào thanh kiếm, lạnh lùng nói, ừm, đau thì cũng có đau chút, nhưng muốn giết ta thì vẫn còn non lắm. Thần Hy Chi Tinh nắm chặt thanh kiếm đang tỏa ra sức mạnh cười thích thú khen ngợi, ồ, cảm giác kiếm được đó, hệ thống, xem thử thuộc tính vũ khí. Hệ thống liền hiện ra một đoạn thông tin của cây kiếm, cấp thần linh, kiếm thánh hoàng tuyền, vũ khí, kiếm thủ đơn, hiệu quả trang bị hiệu quả của lời nguyên rủa hoàng tuyền với mục tiêu bị đánh trúng mục tiêu bị nguyên rủa hoàng tuyền sẽ không ngừng mất đi tinh lực đồng thời toàn bộ thuộc tính giảm sút giải thích trang bị kiếm thánh do nữ thần sáng thế tạo ra cho dũng giả trước mắt vũ khí được kết nối với nhân vật dũng giả a lưu Từ. đọc một loạt thông tin này không khỏi kiến thần hy chi tinh cao giọng ồ thế mà lại là vũ khí cấp thần linh chẳng trách phương diễm thủ bị thương nghiêm trọng như vậy bàn tay siết chặt cán kiếm thanh kiếm không ngừng bộc phát sức mạnh anh không khỏi cảm thán hóa ra là vậy đây chính là sức mạnh chân chính của thanh kiếm này thần hy chi tinh vụt thanh kiếm cắm xuống đất a lưu tư đen mặt lo lắng suy tư hình thái của kiếm đã xảy ra sự biến hóa đáng ghét ngươi là muốn thể hiện ngươi có tư cách dùng thanh kiếm này hơn ta sao anh ta đứng dậy răng nghiến chặt cả cơ thể hừng ngược lửa giận mắng khốn kiếp phần đạt đứng phía trước giang tay ngăn cản nói bình tĩnh một chút huynh không phải là đối thủ của hắn cô lớn tiếng nhắc nhở hơn nữa ở phía xa có một luồng khí vô cùng mạnh mẽ đang lại gần chúng ta sợ là ma nữ viên nguyệt cũng đuổi tới rồi trước có sói sau có hổ chúng ta không thể tiếp tục lưu lại nữa rồi đúng như lời cô nói hạ nguyệt phân ngồi trên đám mây đang bay tới chỗ bọn họ thần hy chi tinh nhìn ba người trước mắt sở giọng châm biếm ồ định chuồn đi rồi sao dũng giả tiên sinh phần đạt tay cầm sách tay cầm trượng nhanh chóng thi triển ma pháp đưa truyền quái vật kinh ngạc chạy đến nói ấy đợi ta với a lưu tư nghiến răng tức giận nói hừ, thần hy chi tinh chuyện này chưa xong đâu hai mắt đỏ chót cả gương mặt tối sầm răng nghiến chặt gần giọng cho dù dùng cách nào ta cũng sẽ lấy lại thanh kiếm này ngươi đợi đó cho ta anh gác thanh kiếm trên vai nhìn trận ma pháp đang dần biến mất hư lạnh chê bai xì cái tên chỉ biết nói khoác lác có bản lĩnh thì đừng chạy anh ra lệnh biến về trạng thái đầu một dòng tin nhắn liền hiện lên thông báo hệ thống bạn đã cởi bỏ hình thái thánh vương khải giáp kiểu cường hóa viên nguyệt mắt nhìn lên trời thấy hạ nguyệt vận đang ngồi trên mây bay tới nói chà vợ nhanh như vậy đã tới rồi cô ta ngồi trên đám mây nhìn ngó xung quanh môi mím lại khó hiểu nói kỳ lạ đuổi theo khí tức của quái vật đó tới chỗ này sao ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu đột nhiên hạ nguyệt vân nhìn xuống dưới mắt tròn xoe thốt lên ấy cô ta một chân nhảy thẳng xuống đất tò mò hỏi ngô thần sao ngươi cũng ở chỗ này đột nhiên cô ta lớn tiếng quát này sao ngươi lại bị thương vậy ai làm thế là con quái vật đó sao thần hy chi tinh hốt hoảng lùi về sau đáp không sao chỉ là vết thương nhỏ mà thôi cô ta tức giận sấn tới quát bớt phí lời để ta xem thử tay vén áo của anh lên thân hình cường tráng lấp ló hiện ra trước mắt thần hy chi tinh bất đắc dĩ nói nàng xem ta đã nói là không sao mà chỉ là sức ra nhưng trái với vẻ bình tĩnh của anh hạ nguyệt phận hừng ngực lửa giận tay siết chặt nghiến răng móng, lũ khốn nạn đó không thể tha thứ thần hy chi tinh khó hiểu gọi hử ừ, vợ à cô ta ôm đầu tức giận quát khốn kiếp thế này bảo ta làm sao ăn nói với lydia đây con mụ điên đó thật sự sẽ lật tung cái ổ của ta. Anh đen mặt hụt hẫng hỏi, hử, ừ, chỉ là vì điều này mà lo lắng cho ta ư. Lo lắng cô ta sẽ tự trách bản thân, anh đành lên tiếng trấn an, ta có một đống thuốc hồi phục mà, không sao đâu. Hơn nữa ta cũng không phải là ma tộc, mức độ bị thương cũng sẽ không nghiêm trọng như phương diễm thủ. Hạ Nguyệt Phân đang đắm chìm vào sợ hãi nghe anh nói vậy liền xoay đầu về sau nghi hoặc hỏi, thật sao? Cô ta khoanh tay ngạo kiều nói, gì vậy chứ, hại ta mất công lo lắng một hồi, lần sau lúc chiến đấu nhớ cẩn thận một chút. Thần Hy Chi Tinh cười hạnh phúc đáp, "À, được được, lần sau ta sẽ cẩn thận." Trong lòng không khỏi thỏa mãn, hi hi, vợ nhõng nhẽo thật đáng yêu. Bỗng anh lại nói, "Nhưng mà tình hình của Phương Diễm Thù lại khá rắc rối, cách thông thường không thể chữa trị cho cô ấy." Hạ Nguyệt Phận tròn xoe mắt lo lắng hỏi, "Ừ, vậy, vậy nên làm thế nào mới tốt?" Anh giơ một ngón tay lên nói, "Chỉ có một cách." Thần Hy Chi Tinh cười nhếch mép nói, "Bổ ma." Sáng ngày hôm sau, Phương Diễm Thù nằm trên giường, mắt nheo lại vì ánh nắng chiếu thẳng vào. Giang nghiến chặt đau đớn hỏi, ư, ta đang ở đâu vậy? Thần Hy Chi Tinh không mặc áo nằm bên cạnh cười mỉm hỏi, cô tỉnh rồi sao? Bỗng bên trong căn phòng vang lên tiếng hét thất thanh, ôi a a a a a a. Cô ta kéo chăn lên che chắn cơ thể tức giận quát, tên vô lễ, ngươi là ai, ngươi đã làm gì với ta? Thần Hy Chi Tinh hốt hoảng giải thích, thả lòng nào, ta chẳng làm gì hết, ta chỉ là ôm cô mà thôi. Phương Diễm Thù nhau mắt nhìn tên đàn ông mặc đúng chiếc quần ngắn mơ hồ nói, nhìn kỹ thì, Ngươi hình như là cái tên đổ thuốc cho ta ngày hôm qua." Thần Hy Chi Tinh đen mặt hốt hoảng giải thích, "Ta lúc đó là đang cứu cô đó." Cô ta lẩm bẩm suy đoán, "Sứ đồ đại nhân? Không." Sau một hồi suy tư, cô ta mím môi hỏi, "Ngươi không phải là sứ đồ mẫu thần, ngươi là Thần Hy Chi Tinh nhỉ?" Anh sợ hãi đến trợn trắng mắt lắp bắp hỏi, "Cô, sao cô biết được?" Phương Diễm Thù thả tay lộ ra vòng một to tròn cười dụ hoặc đáp, "Hừ, trên đời này có ai là không biết Thần Hy Chi Tinh lừa nữ thần quay mòng mòng chứ?" có thể một lần lôi ra nhiều thuốc cấp thần linh như vậy, trừ ngươi ra thì cũng không còn ai khác, nhưng mà nói thật, ta cũng khá là hứng thú với ngươi. Cô ta nhẹ giọng hào phóng hỏi, tuy rằng ngươi là đàn ông, nhưng tốt xấu gì ngươi cũng coi như là đã cứu ta, nói đi, ngươi muốn thưởng cái gì? Thần Hy Chi Tinh cười thích thú hỏi, ồ, vậy cô có thể giúp ta bổ ma không? Phương Diễm Thủ mím môi lo ngại hỏi, bổ ma, vậy thì ta phải làm thế nào đây? Anh cười tươi dơ một ngón tay lên đáp, rất đơn giản, chúng ta cứ ôm lấy nhau như thế này là được rồi mặt cô ta ngay lập tức đỏ như trái gấc, cau gắt quát, cái gì, ta sao có thể để một tên đàn ông như ngươi được hời chứ? Anh tiến đến ngồi sát bên cô ta cười lấy lòng, đừng nói như vậy mà, cô có nhiều nô lệ nam như vậy, lẽ nào cô còn vì chuyện ôm một người đàn ông mà xấu hổ ư? Đàn ông có xu hướng tình dục bình thường nếu như có thể ôm người đẹp đều sẽ rất kích động nhỉ, đổi ngược lại chắc cũng như vậy. Anh cao mày quay về dáng vẻ nghiêm túc nói, chúng ta đều đã trúng lời nguyền của thanh kiếm thánh đó, đây là cách chữa trị nhanh nhất cô không mong sớm chữa khỏi đi tìm dũng giả đó báo thù sao phương diễm thù ngây người nghe anh nói cô ta thở dài chán nản đáp hay ra ta biết rồi thần hy chi tinh cười đê tiện dơ tay ra nói thật sao vậy ta sẽ nhưng chưa kịp làm gì cô ta đã nhanh nhẹn ngồi lên lưng của anh tay kéo tay anh ngược ra đằng sau khiến anh la lên oái oái a à, không phải đã nói rõ là bổ ma sao cô thế này là làm gì phương diễm thù câu có nhắc nhở nghe rõ đây muốn bổ ma cũng được nhưng địa vị chủ đạo phải là ta Ngươi chỉ có thể ở phía dưới." Thần Hi Chi Tinh nằm úp mặt trên giường đen mặt lắp bắp. "Cái gì? Cái gì?" Phương Diễm Thủ một thân vận đồ lót đứng phía sau, đôi mắt đỏ lên như ác quỷ, sát khí tỏa ra hừng hực đáng sợ nói, "Được rồi, từ từ cảm nhận sức quyến rũ của chị đi." Thần Hi Chi Tinh há hốc mồm ngước mặt nhìn cô ta. Từ bên trong căn phòng không ngừng phát ra tiếng kêu thất thanh của anh, "Ối hu hu hu, này, cô nhẹ nhàng một chút đi." Ma Nguyệt Phận ngồi bên ngoài không khỏi tức giận đấm vào tường quát, "Ồn chết đi được." Cùng lúc này, ở một góc xa xôi nào đó, buổi tối bên trong khu rừng, đột nhiên có thứ ánh sáng đỏ bộc phát, tiếng ai đó kêu lên thất thanh, hự hự, a a a. Chim chóc hoảng sợ bay đi. Ác ma đại công tức giận hô hào, hạch tâm, ta muốn nhiều hơn nữa, để ta ăn, ta muốn ăn hết mà nữ. A -lư tư dựa lưng vào thân cây khó chịu hỏi, có phải hắn mất kiểm soát rồi hay không? Phần đạt mím môi quan sát đáp, hạch tâm ác ma thu hấp thu quá nhiều, bây giờ đã mất đi lý trí rồi. Gã co tay cười thích thú với sức mạnh đang có, Ha ha ha, nhiều hơn nữa, sức mạnh nhiều hơn nữa. Cô nhìn một màn này không khỏi có thêm hy vọng, nhưng mà nhìn có vẻ thì vẫn có thể tiếp tục tiến hóa nữa đó. A Lưu Tư mím môi câu có đáp, vậy thì tốt, chỉ có tên này không ngừng trở nên mạnh mẽ, ta mới có hy vọng lấy lại được kiếm thánh. Phần đạt đỡ cánh tay của anh ta trấn an, vẫn còn rất nhiều vũ khí dự bị, huynh trước tiên đừng kích động, ta phải trị thương cho huynh. A Lưu Tư khách sáo đáp, "Ừ, phiền đệ rồi." Anh ta mím môi nhìn xa xăm suy tư, cho dù kiếm thánh bị đoạt đi, nhưng nó vẫn kết nối với ta. Ánh mắt cao lại tức giận, hiện giờ ta vẫn có thể cảm nhận được vị trí của kiếm thánh, ta sẽ lập tức. Quay lại tìm ngươi, sự sỉ nhục mà ngươi mang lại cho ta, ta sẽ trả lại gấp 10 lần, ngươi đợi đó cho ta. Trong đầu hiện lên thân ảnh anh trong bộ dạng người máy thầm gọi, thần hy chi tình. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người đang tất bật sửa chữa ngôi nhà, có ai đó nói, được rồi, thần hy chi Tinh, để chúng ta nói chuyện hẳn hoi. Đôi chân thon dài đong đưa chiếc guốc giữa không trung hỏi, cái thân phận mang tên sứ giả đó của ngươi là giả đúng không phương diễm thù cười mỉm tự tin nói tin tức lựa chọn người kế thừa mẫu thần lúc trước cũng là chuyện không có thật điều ta nói không sai chứ tên xảo quyệt thích nói dối thần hy chi tinh ngồi đối diện gãi gãi đầu cười gượng đáp chà không phải tất cả đều là giả đâu anh chân thành bày tỏ nhưng mà tâm tình muốn kết hôn với cô quả thật là thật phương diễm thù nâng cao tay cười mị hoặc cảm thán ồ cô ta lập tức đồng thuận được thôi ta đồng ý với ngươi lý lịch của ngươi rất ổn ta rất thích anh trố mắt kinh hãi nói ấy đồng ý thoải mái như vậy ư cô ta ngẩng đầu đối mắt với anh cười mỉm nói thần hy chi tinh ngươi có thể miễn cưỡng tính là xứng với ta nhưng mà phương diễm thủ lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn đẩy về phía anh nói tiếp đây là bản thỏa thuận nếu như ngươi đồng ý với nội dung trong đó sau khi ký tên lên ngươi chính là người của ta anh đen mặt tay run rẩy cầm tờ giấy không thốt nên lời nội dung bên trong tờ giấy là một bên nam gánh vác tất cả việc nhà và phí sinh hoạt hai tất cả quyền thân tâm của bên nam đều thuộc sở hữu của bên nữ. 3. Bên nam phải làm thỏa mãn mọi yêu cầu hợp lý và nhu cầu của bên nữ. 4. Cho dù với bất cứ nguyên nhân nào, trong trường hợp chưa có sự đồng ý của bên nữ, Ngô Thần không được lựa chọn phối ngẫu khác. Đọc qua một lượt, trong lòng anh không khỏi cao có, đây đâu phải là bản thỏa thuận chứ, đây là khế ước bán thân thì có. Phương Diễm Thù chống cằm cười như không cười nói, ở quốc độ của ta, nam nhân và nữ nhân kết hôn đều như vậy, ngươi phải học cách nhập gia tùy tục. Thần Hy Chi Tinh khó chịu từ chối, không muốn, thế này và làm nô lệ có gì khác biệt. Cô ta đưa chân chạm vào chân anh kiêu ngạo nói, làm nô lệ của ta có gì không tốt chứ, rất nhiều nam nhân muốn làm mà ta còn không đồng ý đó. Cô ta nhếch môi cười quyến rũ mời gọi, ký đi mà, ta bảo đảm sẽ khiến ngươi thỏa mãn mỗi ngày. Thần Hy Chi Tinh trả lại bản thỏa thuận dứt khoát nói, xin lỗi, ta không thể ký tên. Cô ta mím môi ngạc nhiên, anh đưa tay lên mặt làm ra vẻ nghiêm trọng nói, trên người ta có sứ mệnh quan trọng. Ta đã dâng tất cả mọi thứ của ta cho thế giới này rồi, thế giới này cần ta, xin lỗi, ta không thuộc về bất cứ một người nào." Phương Diễm thủ khó chịu đứng bật dậy nói, "Vậy thì bỏ đi, coi như vừa rồi ta chưa nói bất cứ điều gì." Anh trợn tròn mắt kinh hãi lắp bắp giải thích, "Ấy, cái này, ý của ta là, chúng ta có thể đi theo con đường đại chúng hay không? Nam nữ bình đẳng mới đúng." Cô ta chống hông kiêu ngạo nói, "Miễn bàn, ngươi không đồng ý với yêu cầu của ta, ta sẽ không kết hôn với ngươi." Lúc này, Hạ Nguyệt Phận từ bên ngoài đẩy cửa ngó đầu vào sốt ruột hỏi, "Này, hai người các ngươi nói chuyện thế nào rồi thần Hi chi tinh tiến tới gần hai người mím môi khó xử đáp ừm có chút bất hòa về lý niệm hạ nguyệt phận chống hông ra lệnh vậy ngươi cũng không còn việc gì ở chỗ này nữa rồi chúng ta quay về đi nếu không con mụ điên đó sẽ không vui đâu anh xoa cầm suy tư đề nghị nể tình ta đã cứu cô cô có thể tạm thời giúp ta giữ bí mật về thân phận của ta không ngoài ra hai tên dũng giả bỏ trốn đó không thể bỏ mặc không quản đợi ta xử lý xong bọn họ rồi hãy quay về phương diễm thủ cười mỉm đáp hừ cũng được ta không thích nhất là nợ ân tình, nhưng tại sao ngươi lại xử lý hai cái thứ đó, là muốn lấy lòng ta sao? Anh cao mày cười gượng đáp, chỉ là muốn tiện tay giải quyết cho xong thôi, dẫu sao giữ lại cũng là một vấn đề lớn, sau này vẫn phải xử lý bọn chúng. Anh cao giọng giải thích, hơn nữa, ai bảo bọn chúng bắt nạt cô chứ, ta nhất định phải khiến bọn chúng trả giá. Gương mặt cô ta ngay lập tức ửng đỏ vì ngại ngùng. Phương Diễm Thù xòe quạt che miệng cười trêu gẹo hỏi, ồ, bọn chúng sẽ phải trả giá gì, ta rất mong chờ. Thần Hy Chi Tinh chống hông cười sảng khoái đáp, "Hi, cô cứ nhìn cho kỹ vào nhé." Hạ Nguyệt Phận đứng nhìn hai người trò chuyện không khỏi đổ mồ hôi hột nghĩ ngợi, không phải nói lý niệm không hợp sao, ta thấy hai người các ngươi nói chuyện rất vui vẻ đó. Đột nhiên âm thanh to lớn phát ra, Hạ Nguyệt Phận kinh hãi há hốc mồm hỏi, "Tiếng, tiếng gì vậy?" Anna hớt hải chạy vào thông báo, "Đại nhân Phương Diễm thủ, không hay rồi, Dương Chi Ác mà lại tới rồi." Cô ta cau mày khó chịu cao giọng, "Cái gì? Cái tên ăn cây táo rào cây sung đó lại vẫn dám quay lại?" Anna tròn xoe mắt kinh sợ nói, không, không phải đâu, dương chi ác ma không biết bị làm sao, trở nên vô cùng to lớn, hắn đang phá phách đường phố. Ở khu phố vẫn còn rất nhiều người dân thường, đại nhân phương diễm thủ mau nghĩ cách đi, quả đúng như lời cô nói, bên ngoài phố một con bạch tuộc khổng lồ không ngừng gào thét, người dân sợ hãi chạy tán loạn. Nó quật một đuôi vào mấy căn nhà khiến chúng vỡ vụn. Dương chi ác ma há mồm gào thét, hư hư a, à, để ta ăn, ta phải ăn hết mọi thứ, ma nữ và nữ thần, chết hết cho ta. Alu Tư cùng phần đạt đứng trên núi nhìn xuống nói, hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Cô thản nhiên đáp, nuốt nhiều hạch tâm của ác ma đại công như vậy, bùng nổ cảm xúc cũng là điều đương nhiên. Cô mím môi nhìn xuống phía dưới nói, như như vậy cũng tốt, nếu gây ra động tĩnh lớn như vậy, thần hy chi tinh và ma nữ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Anh ta cau mày chắn ghét đáp, hừ, như vậy ta sẽ có thể lấy lại kiếm thánh của ta. Ánh mắt anh ta cau lại lo lắng nói, nhưng trong thành phố đó vẫn có một vài loài người sinh sống. Phần đạt rũ mắt lạnh lùng đáp, những con người đó đều là những kẻ thông đồng câu kết với ma tộc, chết cũng đáng. A siết chặt tay Trần Trừ nói, ta biết, bỏ mặc không quan tâm là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà. Anh ta mím môi ấy náy tự hỏi, ta dẫu sao cũng là dũng giả, cứ thấy chết không cứu như vậy sao. Cô khoác tay ra sau đầu hờ hững trả lời, có gì không được, huynh là dũng giả, sứ mệnh là cứu lấy thế giới, kết quả tốt không phải là được rồi hay sao. Anh ta như ngộ ra chân lý, chẹp, để nói không sai, những thứ này đều là hy sinh bắt buộc, chỉ cần đạt được mục tiêu là được rồi anh ta quyết tâm gằn giọng cho dù thế nào ma nữ buộc phải chết lúc này phía dưới phố dương chi ác ma quật mấy cái đuôi vào chỗ ba người hạ nguyệt phận sợ hãi nhanh tay kéo hai người kia né tránh ối phương diễm thủ vừa chạy vừa nghiến răng tức giận mắng đáng ghét thành phố ta vất vả xây dựng bị hắn phá hoại thành thế này xem ta có giết chết hắn hay không hạ nguyệt phận chạy phía trước lo lắng lớn tiếng hỏi năng lực của hắn không phải khắc chế với cô sao cô định đối phó với hắn thế nào Phương Diễm Thù một tay đẩy cô ta ra xa, một tay cầm quyền trượng, lớn tiếng ra lệnh, thần hy chi tinh, ngươi không phải là muốn lấy lòng ta sao, cơ hội tới rồi, giao tên này cho các người đối phó đó. Anh đen mặt há hốc mùng kinh hãi, hử, ừ. cô ta siết chặt quyền trượng trong tay ra lệnh, màng bảo vệ. Cả thân thể tỏa ra các tia sét hồng vây quanh. Tay cắm chặt quyền trường xuống đất, dương chi ác ma ngay lập tức bị vòng tròn bảo vệ đẩy ra xa. Ánh sáng hồng mạnh mẽ áp sát gã, lớp màng cuối cùng được hoàn thành, cả thân thể gã bị đẩy lên cao, không cam lòng hét to, "Không." Hạ Nguyệt Phận cầm lưỡi liềm cười thích thú nói, "Cơ hội tốt, mau mở màng bảo vệ ra, ta đi giết chết hắn." Phương Diễm thủ cau mày lo lắng đáp, "Sợ rằng không ổn, hiện giờ cơ thể của Dương Chi Ác Ma quá to lớn, cô đi chiến đấu sẽ ảnh hưởng đến con dân của ta." Cô ta cau có chất vấn, "Vậy cô muốn thế nào, lẽ nào chúng ta cứ như con rùa rụt cổ ở trong này sao, hộ thuẫn của cô có thể chống đỡ bao lâu chứ?" Lúc này Dương Chi Ác Ma đang triệu hồi ra một quả cầu xanh. "Gã Hét To, đừng hòng trốn." sau đó phóng thích quả cầu về phía trước gã cười đắc ý nói để ta ăn thịt các ngươi năng lượng từ quả cầu phóng thẳng xuống màng bảo vệ thần hy chi tinh chu môi chỉ huy hạ nguyệt vận quyền năng của cô có thể cực đại hóa không nếu thể tích giống nhau có lẽ có thể áp chế được dương chi ác ma cũng không dễ dàng ảnh hưởng tới những người khác cô ta lo lắng lớn tiếng đáp quyền năng của ta không phải là vạn năng không ổn rồi dương chi ác ma dần xông vào màng bảo vệ anh tự tin chấn an đừng lo lắng ta có cách có thể khiến chúng ta hợp thể trở thành ơn cho man. Cô ta kinh ngạc hỏi, ơn cho man, ngươi còn biết cả chiêu này à? Anh thản nhiên đáp, không sai, chỉ cần chúng ta hôn nhau là có thể hợp thể rồi. Hạ Nguyệt phận đỏ mặt xấu hổ lắp bắp nói, hôn, hôn nhau, có nghĩ ngươi cũng đừng nghĩ. Phương Diễm Thủ lúc này đang nghiến răng cố chống đỡ, khó chịu mắng, đồ ma nữ ngực phẳng này, nói dài dòng làm gì, mang bảo vệ của ta sắp không chống đỡ nổi bao lâu nữa. Hạ Nguyệt phận đỏ mặt xoay đầu lớn tiếng nói, phiền chết đi, đó là nụ hôn đầu của ta đó thần hy chi tinh cua tay cười thiện chí nói đây cũng là để cứu tỉ muội của nàng nàng có thể mà cố gắng lên cô ta cúi đầu khó chịu gầm gừ hai mắt hạ nguyệt Phận đã óng ánh nước răng nghiến chặt thầm mắng đáng đáng ghét à lúc này dương chi ác ma lại triệu hồi ra một quả cầu xanh khác nói chết chết các ngươi đừng hòng chạy hạ nguyệt Phận thầm nghĩ ta không đếm xỉa gì nữa sau đó liền tiến tới hai tay ôm lấy má của anh môi chạm môi thần hy chi tinh chố to mắt kinh ngạc lắp bắp yêu cầu hệ thống mau sử dụng gậy thần quang từ bên trong màng bảo vệ một cột sáng màu vàng phóng lên trời dương chi ác ma câu có nói được rồi được rồi im miệng đi cùng lúc đó hợp thể của hai người cũng kịp thời xuất hiện miệng cười thích thú nhảy lên đạp vào gương mặt của gã dương chi ác ma với cái đầu sưng to ngã mạnh xuống đất anh cười thích thú nói tuy rằng không biến thành ơn man như mong đợi tay siết chặt miệng cười tươi nói nhưng thế này cũng rất ngầu rồi tới đây nào quái vật bỗng hệ thống thông báo bạn đã sử dụng đạo cụ khắc kim gậy thần quang, xuất chiêu dưới hình thái ơn man, thời hạn 1 phút. Hoạt động hạn định người chơi số 1, gậy thần tượng, đạo cụ khắc kim, liên kết, hiệu quả đạo cụ, người sử dụng, có thể chỉ định một người chơi hoặc NPC hợp thể. Tùy cơ biến hóa thành trạng thái cực đại hóa như ơn man, hiệp sĩ nhựa, sau khi biến thân trị số thuộc tính của người chơi không đổi, thời hạn 1 phút. Giải thích đạo cụ, thứ dở hơi trong đạo cụ khắc kim, chủ nghĩa hình thức chẳng có tác dụng gì thường bị một vài người chơi có ý gây rối dùng với đủ mọi ý đồ kỳ lạ.